Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và những nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, những năm gần đây, mô hình du lịch cộng đồng tại xã Y Tý, huyện Bát Xát đã nở rộ. Với nhiều cách làm sáng tạo, người dân không chỉ gìn giữ, bảo tồn văn hóa độc đáo của dân tộc mình mà còn phát triển sinh kế bền vững từ du lịch. Là một trong những cơ sở lưu trú đón khách du lịch đầu tiên ở Y Tý, trung bình mỗi tháng, homestay của chị Phạm Thị Hồng Dung đón hàng trăm lượt khách đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất, cơ sở luôn duy trì từ 10 đến 20 nhân viên là người dân bản địa, được đào tạo hướng dẫn làm du lịch. Người dân tộc thiểu số tại đây thì mọi người đã có kinh nghiệm sẵn rồi, cho nên là rất dễ dàng trong cái việc đào tạo cho mọi người làm du lịch. Và khách đến đây họ rất là hài lòng đối với thái độ phục vụ và cách phục vụ của người dân tộc ở đây ạ. Du lịch cộng đồng phát triển mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân vùng cao. Từ hướng dẫn viên du lịch hay tham gia các câu lạc bộ, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian để phục vụ du khách, này không còn khó với người dân làm du lịch nơi đây. Tham gia những cái tiết mục văn hóa của người Hà Nhì, nó vừa mang lại thu nhập đến cho chúng tôi và vừa được giữ gìn cái nét văn hóa của người Hà Nhì. Hòa mình vào những tiết mục văn nghệ do chính những cái đồng bào tại nơi đây tổ chức và dàn dựng thì thực sự là rất là hay và chuyên nghiệp. Ở xã Y Tý hiện có gần 30 cơ sở homestay, trong đó có gần 20 cơ sở hoạt động thường xuyên, tạo việc làm cho nhiều lao động là người bản địa. Chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện Bát Xát luôn quan tâm tuyên truyền, hỗ trợ bà con trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa, nghề truyền thống, cảnh quan môi trường để thu hút du khách đến với các bản làng. Các ủy chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện, của tỉnh để tổ chức tuyên truyền và bảo tồn những cái nét đặc sắc văn hóa của đồng bào, trong đó là đặc biệt là những cái nhà trí tưởng của đồng bào Hà Nhì và những cái nét kho vang của đồng bào và có những cái nhạc cụ rồi các trang trí để phục vụ cho khách du lịch. Việc người dân địa phương tham gia vào các hoạt động du lịch đã có nhiều đóng góp trong hình thành phát triển du lịch cộng đồng, từng bước nâng cao ý thức trong việc cải thiện vệ sinh, cảnh quan môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị để đón khách tham quan lưu trú và cùng nhau xây dựng nông thôn mới, tạo điểm đến an toàn, hấp dẫn.